À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 4 tháng 10 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021. À, thì về nhận định cái thị trường hôm nay anh chị nhé thì thị trường là vẫn trong cái xu hướng sideways. À, VN Index và VN30 thì à, có cái sự dao động lên xuống được trung bình mà 20 thì trong cái đường giai đoạn sideways thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được cái điều đó. À, lưu ý là sideways này thì các anh chị phải quản trị danh mục nhé. Tức là theo nguyên tắc là mềm nắn rắn buông anh chị nhé mềm thì nắn và rắn thì buông đúng không ạ nắm giữ các cổ phiếu và có thể giải ngân thăm dò các cổ phiếu kết khối lượng ưu tiên hơn là các cổ phiếu mua vùng nổ thì mình sẽ trở lại thị trường chung một chút để mình xem các cái chỉ số index như chị thấy này hôm nay là kéo lên nhé nhưng mà lực mua không đủ thì có đang mặc dù nó đóng vào giữa đấy đóng vào giữa của thanh thanh ba này tăng khối ba phần trăm khối lượng có sự gia tăng à, nếu mà chúng ta coi cái ngày à, 27 tháng 9 là ngày đấy á thì nó vẫn duy trì một cái xu hướng đi lên nhẹ nhé chị nhé kể từ 27 tháng 9 này, này viên 30 cũng vậy nhé viên 10 này là, là, là test đấy đúng không các anh chị thì nó nhúng xuống thùng cả phía này này thùng ở phía này xong nó kéo lên như này rút cho lên là cũng tốt đấy nhá tốt đấy à, các cái một số cái chỉ số khác chị có thể thấy này các cái ngành mạnh như là hóa chất khai khoáng này khí đốt này thép này điện này dầu khí này là mạnh này thủy sản gỗ giấy máy công nghiệp vận tải biển dệt may là rất là nhanh cái gió nhóm mạnh này thì nếu anh chị mà mua cổ phiếu bung nổ thì nên chọn những cái cổ phiếu thuộc các cái nhóm này còn nếu mà các anh chị mua cổ phiếu Kiệt Vôn thì cũng ưu tiên các cổ phiếu ở trong cái nhóm chung này hiện nay là dòng uh, chứng khoán và dòng uh, ngân hàng thì đang rất là yếu nhé ở phía dưới của thị trường chung nếu như hôm trước cái dòng chứng khoán với banh thì nó khá là ổn bởi vì nó đang ở Kiệt Vôn ở cái vùng hỗ trợ tuy nhiên nếu mà nó thủng thì nó lại từ cái câu chuyện mà từ cái cơ hội để có thể thành rủi ro bởi vì nó đang ở cái ngưỡng, ngưỡng giữa giữa trần gian và địa ngục đúng không anh chị thấy đúng không ạ thì chúng ta cần phải thận trọng với việc đấy nếu anh chị có thăm dò thì các anh chị thấy nó vi phạm các nguyên tắc vậy như ma 20 hoặc là ma 10 và thùng nền là chúng ta cần phải để cho nó giúp bỏ chúng ta ra về số lượng cổ phiếu tốt thì các anh chị thấy hôm nay là phiên hôm nay là có 260 cổ phiếu tốt nhé thì nó trên cái đường trung bình thì như này là ổn nhé như thế này là ổn đấy à, các cái cổ phiếu bùng nổ cho điểm mua bùng nổ ngày hôm nay tất nhiên chúng ta không phải quá ưu tiên anh chị nhé nhưng mà một số cổ phiếu mình thấy rất là mạnh như cổ phiếu than này này khá là mạnh đấy Ví dụ như là cho điểm mua bùng nổ khá là tốt Khi nó đồng thuận như thế này thì rất là tốt đấy nhé Cổ phiếu than này đang nền 2 Ví dụ như CST, TC6, TVD, VSH này Công trình Viettel, VPG, THT, TDN này Đây là mấy cổ phiếu than này Ri, Khét, Hoa Sen, TV2 và Long Hậu là Những cổ phiếu khá là ổn Khá là ổn, này khá là nhiều đấy, khá là nhiều Khi thị trường, các anh chị thấy xong một cái nhịp mà thị trường nó rũ như thế này, này. <laughs> Thì gần như các cổ phiếu bùng nổ là rất là đẹp đa phần có cái địa thế, có cái vị thế, có cái tích lũy cấu trúc khá là đẹp anh chị nhé. Đấy một số cổ phiếu thì uh, Kiệt Vôn, thì với anh chị có thể quan sát những ilb này, uh, tcd, tcl là trong nhóm dịch vụ vận tải, ngoài ra là bmc và at là những cái cổ phiếu mà mình nghĩ là cũng khá là hợp lý nhé. Thức là khi thị trường quay thì thì anh chị có thể thăm dò được nhé, thăm dò được. Uh, về đánh giá thì anh chị có thể thấy là các cái cổ phiếu mình sẽ review nhanh thôi tại vì một số anh chị cũng muốn là cái bản tin này nó nó tập trung vào ngắn gọn xúc tích thì với các bạn thì mình sẽ tập trung ưu tiên các cổ phiếu mạnh nhất anh chị nhé Đấy, thì mình sẽ đi từ các cổ phiếu mạnh nhất cho các anh chị xem thì nếu các chị mà không nằm trong cái nhóm này này thì anh chị có thể comment ở phía bên dưới mình sẽ hỗ trợ giải đáp anh chị nhé thì đây là cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất thì anh chị ơi thấy là đầu tiên là than có CST này mạnh này nắm giữ nhá đấy mua nắm giữ và mua ngày hôm nay được nhá TC6 nhé DCM nhé DCM hôm nay là một after earth nhưng mà khối lượng thấp chưa vấn đề gì nhé vẫn nắm giữ được Đói, CNG nhé nay là after earth rồi nay anh chị thấy sau khi nó chạy này nó nước rút như này thì anh chị hôm nay có thể chốt lời khoảng 30 phần được nhé chốt lời 30 còn nếu ngày mai nó tiếp tục bán ra thì chúng ta sẽ xem xét tiếp đấy TVD hôm nay điểm mua nhé BCC nhé BCC đây điểm mua bùng nổ thì chạy nhé BBC nhé Đây là cái nhịp một nó có cái 43% tạo thành một cái nền ngắn hạn tiếp tục chạy Đấy, GSP nhé GSP để mua vùng ngày hôm qua nhé anh chị nhé hôm nay đi lên nhé DPM ok nhé nằm giữ nhé EVG nằm giữ nhé Đấy, PVP hôm nay để mua bùng nổ nhé AAV nhé thì đây là cái nền của nó anh chị này Đấy, xong nó chạy nhé tiếp tục nắm giữ ok nhé hôm nay là một cái Thrust nhưng mà cũng chưa vấn đề gì nhé BGI này thì mình xóa cái nền này. đây đây là cái nền của nó anh chị thấy nó chạy này đúng không ạ đấy sau đây là một nhịp đợt chạy nước rút này nhé thì hôm nay có tạo thành một cái 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 nến cái thanh ba điều chỉnh thì hôm nay các anh chị có thể chốt lời được rồi nhớ chốt lời khoảng 50 phần nhớ chốt lời 50 sau đấy thì nếu ngày mai nó tiếp tục bán ra khối lượng thì chúng ta có thể chốt lời hoặc thủng 30 chúng ta có thể chốt lời và ra khỏi bởi vì sau mỗi cái nhịp điều chỉnh như thế thì cổ phiếu nó sẽ cần tích lũy lại vc1 <laughs> ok nhá đây điểm mua bùng nổ này đấy các điểm mua kiệt vô này đúng không các anh chị xem lại các cái bản tin em trước thì thấy đâu điểm mua kiệt vô để mua bùng nó ok nằm giữ oi lại thế này oi nằm giữ nhé câu lại nằm giữ được nhá mặc dù nó không phải là cổ phiếu kinh trên đâu nhưng mà dòng tiền nó vào anh chị nhé vẫn nằm giữ được ht 1 nhé ht 1 chị thấy đây đây các điểm mua bùng nổ này tích lại này để mua bùng nổ này nằm giữ ok nhé vsh hôm nay điểm mua bùng nổ nhé ADS, ADS đây điểm mua vùng nổ này, xong ok nhé, đang nằm giữ Công trình Viettel này để mua vùng nổ nhé Hôm nay rất nhiều cổ phiếu cho điểm mua vùng nổ VPG để mua vùng nổ. nổ nhé máy sông Hồng Để mua vùng nổ hôm qua nhé, nay nằm giữ nhé C47, ok nhé, chị nhé nằm giữ nhé Đang trên, đây để mua vật nền này Đang trên MA10 Đấy, NPC cổ phiếu than nhé Nằm giữ APS nằm giữ nhé PSD nhé PSD điểm mua bùng nổ anh chị có thể xem lại chúng ta phát hiện ra những cổ phiếu này đều phát hiện hết có thể là nó sẽ có xác suất thành công có thể xác suất không thành công nhưng mà chúng ta đều phát hiện ra hết tất cả cổ phiếu bùng nổ mua bùng nổ anh chị nhé trừ các cổ phiếu giá trị bé quá hoặc đầu cơ dưới 10.000 thì chúng ta có thể bỏ qua thôi còn đâu chúng ta phát hiện ra hết THT nhé điểm mua bùng nổ anh chị nhé rất là ok đấy Đấy, QNC nhé thì đang kiệt khối lượng thì chưa kiệt lắm nhưng cổ phiếu này thì thì uh, có thể nên quan sát, sát, thêm chờ nó kiệt vốn hơn đấy TDN hôm nay điểm mua bùng nổ nhá. rất nhiều cổ phiếu than hôm nay rất là mạnh đúng không ạ ok nắm giữ nhé BFC nhá các chị BFC xong một nhịp rũ này nó thì bắt đầu kéo lên này thì uh, khối lượng nó vẫn lớn đúng không bán ra khối lượng lớn thì nó sẽ tích lũy thêm ở đây anh chị nhá, thì cổ phiếu này nếu chưa mua thì nên chờ đấy VLC ok nhé hôm nay cũng là điểm mua bùng nổ đấy nhá. sau một nhịp rũ này test cung này kiệt vốn này đúng không này mua lại này. thép ok nhá tvn ok nhá đúng không test này bùng nổ nhá bùng nổ như chưa vật nền khối lượng chưa cao lắm nhưng mà nếu chị đang nắm giữ thì ok gas gas đây để mua bùng nổ vật nền nhá sau nó rút luôn hôm nay là thành một cái áp nhá nhưng mà chưa vấn đề gì cái chị cũng có thể nắm giữ được hoặc có thể chốt mất 30 là ok nhé đấy api ok này nắm giữ này VLC ok nằm giữ này đấy PBB nhé PBB thì hôm nay là một cái bùng nổ nhưng mà chúng ta sẽ không mua nhé nếu các anh chị mua thì các anh chị nằm giữ nhé tại sao không mua bởi vì nó có cái vùng kháng cự này, này nhé vùng kháng cự này thì đấy rất nhiều cổ phiếu thép này bùng nổ như VGS này đúng không VGS này bùng nổ nhưng mà khối lượng hơi hơi thiếu nắm giữ ok nhé TLH nhé cũng dòng tiền vào nắm giữ ok nhé nhiều người bảo là thị trường phân phối với các thứ nhưng mà rất nhiều cổ phiếu vẫn đang đi lên kể cả hóa phát các thứ vẫn đang vượt đỉnh mà đúng không nó g này các chị thấy đúng không đây là các cái điểm mà giảm khối lượng nha đúng không dòng tiền vào phát nó lên ngay đúng không ạ ok nhé nắm giữ ok sgd nhé ok nhé các chị nhìn cái này là nền của nó này đấy như này ok này. nắm giữ này idg này thì quá là ngon đúng không ạ bản thân là trước mình cũng mua idg từ cái điểm kiệt vô này này xong hôm trước này mình đã bán mất ba mươi đây rồi ví dụ thế uh, last là ok nhé cái gì nằm giữ ok nhé cổ phiếu này thì nó là cổ phiếu kinh dưới nó có dòng tiền vào nhưng mà không nên ưu tiên vì nhiều cổ phiếu khác đẹp hơn vsc ok nhé hôm nay Đây là bùng nổ nhưng mà thiếu khối lượng và thiếu cái tăng giá một chút xíu nằm giữ thì ok Đấy, dpg này các chị thấy này đúng không những cái điểm vượt nền của nó từ trước này cứ thế nó chạy thôi mặc dù nó là một cái diện có sự bóc cung nhé nó là bóc cung nhưng mà vẫn lên ngon ri này để mua bùng nổ anh chị nhé nắm giữ thôi đó. scg thì hôm nay là bùng nổ nhé nhưng mà nó còn cái vùng kháng cự ở vùng 70 mươi này, này. nên chúng ta không ưu tiên cổ phiếu điện này là t này ok này, để mua bùng nổ này đúng không ạ đấy sau đó chạy rất là ngon nhé anh chị nhé nắm giữ đấy, GIG này để mua bùng nổ nhé Đấy, BR PSR thì đang có cái vùng kháng cự 21 nhé, nhưng mà như này dòng tiền nó đang vào nhé thì khả năng là nó cũng sẽ hôm nay này, nếu mạnh nhá, thì nó đã vượt xuyên rồi, xuyên qua cái 21 rồi, nhưng mà hơi thiếu lực, hơi thiếu lực một chút thì có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây thì các anh chị nắm giữ thì ok. Pet nhé, pet là này. Xong kéo lên nhé. Thì pet này khả năng nó sẽ tích lũy tiếp ở đây anh chị nhé, vì đang thiếu khối lượng vào. PTB thì ok nhé. PTB thì các anh chị nắm giữ thôi nhé. à, uh, anv anv thì các anh chị thấy sau khi nó rũ về cái vùng này kiệt khối lượng đúng không ạ thì bắt đầu nó kéo lên nhé ok nắm giữ ok đấy hoa sen hoa sen em mua bùng nổ đấy nhé khối lượng hơi ít một chút nhưng mà nó là một điểm mua bùng nổ đấy hết mà thế nhé cũng dòng tiền vào nhé chưa vượt nền nắm giữ thì ok pvd nhé pvd thì đang uh, tích lũy thêm ở cái vùng kháng cự cũ thôi nhé anh chị nhé nắm giữ thì ok khối lượng như thế này thì nó vẫn cao chờ nó tích lũy khối lượng giảm lên thì có thể nó sẽ lên được SCN, SCN một số bạn hỏi hôm nay có mua được không đúng không thì uh, nó có mấy cái điểm kiệt vôn ở dưới đây này Đấy thì uh, nếu mà để mua gia tăng thì nên chờ nó vượt nền, nó có tích lũy ở phía trên này, mua phía trên thì an toàn hơn Còn nếu anh chị mua ở những cái phiên test này rồi này, kiệt vôn như này thì là ok nhé VMI ok nhé, nó đang xuống lên, nền ở đây, nắm giữ thôi VIP này nhá thì kiệt vôn rồi nhá kiệt vôn thì hôm nay là một điểm test kiệt vôn đấy thì khả năng lên được nhé à, MSR MSR thì anh chị thấy nó kiệt vôn này xong dòng tiền vào nó lên ngay này nhá thì anh chị nắm giữ ok nếu anh mua thì mua là những cái điểm kiệt vôn này rồi này còn nếu mà mua thêm thì nên chờ nó vượt nền thì chúng mua ở trên đấy hòa phát hòa phát hôm nay vượt nền nhé anh chị nhé vượt nền khối lượng hơi yếu một chút thì anh chị nào mà mà thích dòng thép này cũng có thể mua được nhé hoặc là nếu mà mua ở dưới nào thì nay có thể mua gia tăng Đấy, sẽ, hút này ok nằm giữ này Đấy. HHP này thì uh, đây vẫn là phổ phiếu kinh dưới nhé khối lượng thì có kiệt khối lượng thì có kiệt nhưng mà chúng ta cũng không nên ưu tiên cho lắm nó vẫn lên được đấy, đấy CY này kinh dưới bỏ qua nhé HDC thì đang xuống lên anh chị nằm giữ nhé KSB ok nhé KSB kiệt vốn nhé hơi lỏng một chút thôi nhưng mà nó vẫn ok Ui, nhiều cổ phiếu trên mà 20 nhỉ nhiều ghê Đó, IPA nhé ok nắm giữ nhé TV2 nhé thì hôm nay bùng nổ nhé nhưng mà chưa vật nền các chị cũng có thể mua được nhé nói chung là mua được PNG PNG đang của hồi phục anh chị nhé hồi phục nó sẽ tích lũy thêm ở cái vùng 100 này này vùng kháng cự trước IDC này thì nắm giữ thôi nó cứ đi lên giu nhá, giu ok nhá, để rũ xong này kiệt vô này nhá, thì lực bùng nổ là lên thôi. cái thép này, ok nằm giữa nhá, form C4G nhá, C4G này thì hơi lọc một chút nhá, hơi lọc khối lượng nó kiệt rồi. Đóng hậu này để bố bùng nổ nhá. Lấy ok nhá, vô khối lượng nó kiệt dần nhá. Đấy, bảo hiểm mic ok nhá. Đấy, VNE nhá, này khối lượng dòng tiền vào nhá, cũng kiệt vốn trước đó rồi anh chị nhé thì những cổ phiếu này nằm giữ đều ok hết Đấy, VTO này ok nằm giữ ok này HBC nhé thì đang ở cái vùng kháng cự trước nhé trong tiền đang vào tất nhiên cổ phiếu này thì không nên ưu tiên bởi vì nó còn vùng kháng cự trên nữa BCG này sau khi nó rút bỏ kiệt vốn này thì hôm nay nó mua lại đó là ok thôi nhé nằm giữ là được QTP cũng thế nhé chưa vượt nền đâu nhưng mà khối lượng kiệt vốn thì nó mua lại ca phát là mua lại một cái là nó thành uh, Sos ngay anh chị PLX này dòng tiền vào này nhé nó đang hồi phục nắm giữ được nhưng mà cẩn thận cái vùng uh, kháng cự phía trên của nó Hdg Hdg thì uh, sau khi khối lượng có sự giảm thì hôm nay dòng tiền hơi vào một chút đúng không ạ chưa chưa đạt yêu cầu nhé chờ thêm uh, Dhc ok nhé dòng tiền vào nhưng hôm nay có thể mua vùng nổ được Tpd mua một hôm qua đúng không? Các anh chị nắm giữ này ok nhé. Đấy. PVT này, PVT khối lượng kiệt này, dòng tiền vào nó lên này, kéo lên này. Đang trên MA10, trên MA20 rồi thì nắm giữ ok. Đấy, PVS thì hôm nay là một upthrust nhưng mà không sao cả, vẫn nắm giữ được. FLT ok nhé chị nhé. Đây điểm bùng nổ, mua bùng nổ này nhé. Hai phiên này khối lượng thấp, ok không sao, vẫn lên. Thế mua bùng nổ này, nay upthrust này, khối lượng thấp này không sao cả, Đấy, mấy cổ phiếu NRC này thì kinh dưới này TGT này ok nhưng đang lên nhé nắm giữ được VCS thì hơi lặng một chút nhé nhưng anh chị thấy là các cái phiên test này, này khối lượng nó khá là thấp nhé nhưng mà dòng tiền thì nó chưa thực sự vào bởi vì nó vào là nó lại bán ra anh Chị thấy đúng không bùng nổ cái xong rung rất mạnh này đúng không rồi lên gặp cái vùng kháng cự trên cái là dao động ngay tiếp PDR thì kinh dưới thôi Đấy, MC thì ok nhé các anh chị thấy mua bùng nổ này nắm giữ thôi Yeah. BNA ok nằm giữ được nhé yeah. cổ phiếu mạnh nắm giữ được VGI này SSC nằm giữ ok này Đấy. FLC thì là nó động cơ thôi nhé yeah. nó đang ở cái vùng hỗ trợ cũ anh chị nhé này thì cũng nắm giữ ok này C32 nhé yeah. C32, yeah. C32 thì sau nhập rũ thì khối lượng đang kiệt nhé yeah. thì như này vẫn có khả năng lên nhé yeah với cổ phiếu dưới này thì xấu hơn đấy chị nhé SKG nhé SKG thì đây là dịp rũ này rũ này khối lượng đang kiệt này nhá thì bây giờ nó có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây hoặc nó bung nổ và nó lên nó chạy thôi nhé đấy SHB SHB bùng nổ từ vùng đáy thì phiếu này chúng ta chưa nên xem xét vội nhé với cổ phiếu này thì xấu hơn rồi DRS OK nằm giữ OK vẫn lên nhé có thể nó sẽ tích lũy tiếp nền đây nó chạy tiếp tiếp phong banh là dòng leader của dòng ngân hàng đúng không ạ chắc dòng banh có mỗi cái mã này là, là mạnh nhất đâu thì nắm giữ thôi anh chị nắm giữ nhé ok nhé PAS nhé ps đây là của bó cung nhé vừa này thì là xấu hơn đấy DGW ok nắm giữ ok được nhé đấy. bùng nổ này thrust này bán ra nhẹ này không sao cả đấy GKM nhé ơn anh chị đang kiệt vôn nhé nắm giữ nó vẫn lên được nhiều nhỉ DGC nhá DGC thì sau khi chạy nước rút rồi thì thôi cổ phiếu này cũng không mặc dù khối lượng đã kiệt đấy nhưng thôi không nên lấy nó chuyển qua cổ phiếu khác đi BWE nhé thì đang tích lũy kiệt vốn nhé thì chờ thêm tích này thì em đang tích lũy kiệt vốn nhé chờ thêm cuối nay thì lỏng quá rồi PPC hơi lỏng đúng không mặc dù kiệt vốn rồi này, này đấy thì các anh chị có thể quan sát quan sát ở vùng trên này nhé chứ này nó đang hơi lỏng LC này thì nằm giữa nhá chạy vào đúng không? FPT nhé FPT thì kiệt vô này mua vào này thì cổ phiếu này nó sẽ cần tích lũy thêm một đây tiếp anh chị nhé mấy cổ phiếu VTP này thì yếu hơn này ILB này, này đấy thì trong nền nhé để rũ bỏ kéo dây này khối lượng kiệt này nhé thì cổ phiếu này nó trong nó trong cái nhóm kiệt vô này VNR nhé, nó là nhóm kiệt vôn nhé. VPI nhé, cổ phiếu này thì đã bao cung nhé. VZ nhé, VZ là hồi phục với chị nhé, nó hồi phục. Đây là nó thành một cái nền này. Nó sẽ có vùng kháng cự ở 135 này. Nhá, thì mặc dù ở đây thì khối lượng nó cũng không đẹp lắm đâu, các anh chị thấy những cái phiên mua vào bán ra khối lượng nó ngang ngang nhau đúng không? Không có sự sắc nét mà có cái vùng kháng cự cũ ở đây thì không nên ưu tiên cho lắm. Vinamilk thế nhé không ưu tiên vào qua đi HVN nhé HVN thì chị thấy rũ bỏ này kiệt vốn nhé thì có thể là dòng tiền vào nó sẽ chạy tiếp dòng tiền đầu cơ vào nó chạy như cái nhìn bên này nhé Đó. À, DDG thì là bóc cung nhé Cái cổ phiếu này có dòng tiền vào này ACV này nhé nhưng mà khối lượng cũng kiệt vốn nhé nhưng mà hôm nay thì thiếu khối lượng thì các anh chị có thể mua được có thể nắm giữ được nhưng mà không không phải là quá đẹp không là đen này bỏ qua nhé td này bóc cung nhé SSB này cung nhé SGT nhé thì các anh chỉ thấy đây nền nó cũng rút chân lên và kiệt vô này thì khả năng nó cũng chạy được đó T... TN là bóc cung nhé thì phía dưới là những cổ phiếu yếu hơn anh chị nhé thì các anh chị có nhu cầu hỏi các cổ phiếu nào á, thì các anh chị comment ở phía dưới của YouTube thì mình sẽ làm mình sẽ trả lời giải đáp hoặc làm các cái video giải đáp thì các anh chị đừng quên subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái thông tin mới nhất về nhận định thị trường chứng khoán thì hy vọng là các cái thông tin ở đây thì cũng phần nào giúp ích cho các anh chị trong cái hoạt động đầu tư của mình thì các anh chị vui lòng like video và chia sẻ đến những người quan tâm về chứng khoán ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị buổi tối vui vẻ